xin hân hoan chào đón toàn thể quý thầy cô, yeah. quý phụ huynh và các bạn học sinh lớp 6. Xin trân trọng giới thiệu Phan Huyền Bảo Thiên Tiết, giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1. Đi ra đây ta quay rồi. Thầy Huyền Bảo Thiên bên đây đây. Xa lạ. Để giờ đây chúng em đều rất tự tin, năng động và biết phát huy những ưu điểm nổi trội của mình. Cứ đi quay các bé quay hoài. Và đặc biệt là sự hiện diện của tất cả các bạn học sinh lớp 6A1 thân yêu. Quân là gay. Em quá đỡ. Quá đỡ. Con xin kính mời bác Trần Bảo Thiên lên cho mình. Một, hai, ba, bốn, năm, không được.
Minh, Bảo Nghi, Dương Khoa, Nam Giang. Hai mấy. Thì nào có ghi vô. Thằng Khoa lùng quá. Cùi Khoa. Thằng bên đây này. Ôi, ơi. Ôi, sao làm vậy? Rồi. Thằng bê đê nè. Bị lão quá ha. Không cảm giác à. Không cảm giác cái gì cho ngồi lùi cái chân này nữa. Ở bên anh mà đạp không biết rồi rút cái chân ra. Nhưng không có cảm giác cho bê đê hả? Rồi đứng đây. Đạp mình nhiều quá không mất cảm giác rồi. Bà Bùi Hồ. Chụp hết không? Thấy hết không? Không lùi ra sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi tiếp. Có gì dạ? Có người à? Nè anh không đi rồi. Đây chụp vô. Vừa quay gì chụp. Em biết. Trời ơi biết mà. Đây đây. Cúi đầu xuống luôn quay vô. Thôi chạy mấy hình, chạy mấy hình. Tấm kinh xuống yên anh. Chạy nhanh lên đi. Chạy mấy hình bây giờ. Chạy mày á. Chạy mày. Thế ơi, bà kìa đứng nó che hết cái ống kính này nha Thế. Tí phải bà Duy nhanh nhanh giùm con một cái. Bà đừng cháy cái máy hình luôn. Đi phim á. Đi phim. Lẹ đi tí á. Bẻ đi tí ơi. Đâu có mỏi cường đó nào nè. Theo nó nghe đi. 1, 2, 3. Duy nhanh bên nào. Đúng rồi. Thật xấu. Lần 2. Duy kêu quen đỉnh. 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 Trần Mỹ Long Giang, Phan Anh Kỳ, Long Giang và bạn Phan Anh Kỳ. Thôi đừng quay đổ, đừng quay đổ. Quay Long Giang với anh Kỳ coi. Đổ kia nào. Đổ mặt quỷ. Ba không không chịu quá xấu. Theo là phần trao đề khen cho các bạn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, xin mời các bạn Đào Việt Anh. Rồi, đúng rồi, cái đi cao quá.
ra những bạn được đạt danh hiệu học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác thanh niên. Xin mời bạn Thùy Minh, bạn Anh Quân, bạn Đinh Thùy và bạn Bọn Ngọc. Trấn Phi là ông Nam á, ông Nam nghỉ.